Bạn muốn có bảng chấm công, ngày và thứ tự động thay đổi khi thay đổi tháng thì xem hết video này nhé. Dừng việc phải gõ lại lịch làm việc mỗi tháng, thay vào đó thì bạn làm như sau nha. Đầu tiên thì bạn sẽ tạo danh sách ngày trong tháng bằng hàm date, bằng date, mở ngoặc, năm, tức là OR7, cố định bằng cách ấn F4. Month là tháng, tức là OM7, cố định bằng cách ấn F4. Chấm phẩy, 1, đóng ngoặc, Enter. Sẽ ra được ngày mùng 1 tháng 10 năm 2022. Bạn sẽ rút gọn ngày bằng cách ấn đồng thời tổ phím Ctrl 1. Hộp thoại mở ra, bạn chọn Custom. Tại Time thì bạn gõ DD. Ok. Sau đó thì bạn cộng ngày như sau, bằng ngày trước cộng 1, tức là tăng thêm 1 ngày. Bây giờ bạn kéo để copy công thức đến hết tháng. Và bây giờ thì bạn sẽ tạo thứ. Bạn dùng hàm text bằng text mở ngoặc. Value sẽ là ô ngày này, tức là OC10, chấm phẩy. Format text thì bạn sẽ mở ngoặc kép, DDD, 3 chữ D. Đóng ngoặc kép, đóng ngoặc, Enter. Nó sẽ tự nhảy ngày thứ 7 cho bạn nhé. Và bây giờ bạn kéo công thức sang để kéo đến hết tháng. Chỉ đơn giản bằng vài thao tác, bạn đã có một bảng chấm công thay đổi tháng và thứ tự động khi thay đổi tháng. Bây giờ thì bạn không còn sợ bảng chấm công nữa nhé. Đừng quên follow kênh của mình để xem thêm nhiều mẹo hay trong Excel nhé.